Xin chào cả nhà nha, đến với kênh Hoàng Ngọc miền Tây Tây Quan nha. Hôm nay mình ra đồng quay mấy anh máy cắt lúa cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Mình cũng đang ngoài đồng cả nhà. Giờ này cũng quá trời nắng rồi. Mình quay cho cả nhà cùng xem nha. Đây cả nhà, mấy anh kéo lúa. Lúa nó sạch hết rồi cả nhà. Cũng chuẩn bị gọi nha cả nhà. Lúa ha cả nhà. Đạp lọt xuống nguồn nước luôn. Quá trời bụi cả nhà. Bỏ tôi cái chảnh này. Bỏ cho nóng lúa ra này. Dữ không? Nặng không? Thank you.
nhiều nha. Lúa sập gì nữa, gòm gòm gì mới ngon. Trúng hoàng sao? Ừ. Nó bông nó nhẹ. Như chắc mình xong rồi qua bà Út trước hả? Biết đâu. Vậy chứ sao? Chừng của cô ba luôn không chừng. Bà ba chắc trở lên đây chắc của bà Út trước rồi. Chắc chắc nó căng chung với mình luôn á. Ừ. Bà Út cũng vậy luôn á. Chắc dài dài ra luôn hả? Cặp luôn, cặp dắt luôn. Lợn nhiêu bao? Còn chừa lại 12 bao để ăn à. 12 bao hả? Dạ. Chừa vô này hè thu không khỏi chừa. Vô này dễ phơi. Lúa vô này nó khô rồi. Phơi chừng 2 nắng là mình vô luôn bao rồi. Vô hè thu phơi nặng lắm. Tại con ấy thì thấy chừa hè thu chừa thêm chứ. 12 bao hả? Con chừa 12 bao ăn tới lúa à. 12 bao ăn tới lúa hả? Dạ. Sao chừa nữa? Sao mình chừa vừa lại đủ ăn thôi, vừa ít thôi. Bữa này mình rải vừa mẹ nhiều nhiều đi. Mẹ con cũng kêu vậy á. Rải nhiều nhiều ơi, vụ này đi, vụ sau mình chừa ít lại một chút. Dạ, vụ sau mưa hoài. Ôi, nhà nước ngập mà. Để là có 20 bao. Dạ đúng rồi, phải chừa nhiều. Còn nữa giờ 12 bao gì làm sao ăn được? Dạ. Đông dân. Dạ. Không có. Máy của anh vợ của chú Thảo. Làm gì được? Làm gì được? Nãy có dục trên này bao nào không?
4, 6, 8, 10, 11. Ừ. 2. Kêu chớp chớp luôn của bà miếng luôn đi, mình kéo lúa vô luôn. Bãi lúa đó ăn cậu nè. Giúp ai? Giúp của bà. Qua chuyện chút cái gì? Nhận đi xuống dưới giáp nó luôn đi. Không được đây. Ăn kéo lúa vô. Đây đi. Ăn kéo lúa vô nữa. Lúa đã trên cổ. Lên xuống hết đi chứ sao vậy? Đấy, thôi đi. Ừ. Bẩm chết. Ráng đi mấy công nữa thì rồi nghỉ rồi. Chào mấy kiếm hả cha? Vô tắm đi. Không quên rồi đó, hồi cầm xuống dưới nha. Kéo lúa vụ này là phê nhất. Lúa vụ này là kéo phê nhất. Cũng khô gan rồi bà ơi, khỏi nữa. Có không Út ơi? Dằn mới cuộc ba không im. Gì đó. Chắc con để ngoài ruộng con phơi khô rồi con mới đem vô. Dạ. Con để dưới viện á, con phơi ngoài ở dưới viện á, con phơi luôn. Mau khô đem về nhà cái thằng chút xíu.
Dạ. Mới cắt ra giặt bụi luôn cả nhà. Cái này nắng kinh. Cái nằm công nó cũng sắp rồi. Wow. À, gọi hết chủ nữa cả nhà. Giờ chuẩn bị qua chủ mới cả nhà. Này. Anh dịp lúa trời nắng này hơi cực thôi cả nhà, quá trời nắng luôn. Còn mấy anh hứng lúa thì
bị bụi, quá trời bụi luôn cả nhà, quá trời bụi luôn. Lúa sập cắt cũng hơi lâu rồi cả nhà. Bây giờ sập hết. Quá trời sập. Mấy hôm nay thì đang sổ cái lúa nè. Con bọn ra. Quá trời nắng. Bầu trời xanh mướt vì nắng. Lúa trời nắng mà khơm dục kiểu này không không chịu nổi luôn cả nhà, dữ lắm nắng cả nhà. Nãy giờ mình cũng đi theo cô mà nắng quá chịu hết nổi cả nhà. Có đường vô rồi đó. Mấy anh kéo cỏ này mệt dữ rồi. Quá trời nắng hốc. Mà anh đi gom mấy bộ lúa chưa ăn của nhà mình nha. Đấy, gom chở xuống dưới đầu dưới nha. Đem vô nhà nghe cái nha.
lúa lên đó cả nhà ơi. Giờ này dịu mát rồi, khỏe rồi ha. Hả? Để coi coi. Đó, hồi quay lại bên kia dục lên lớp nó vừa rồi.
thì cả nhà mấy anh kéo lúa, lúa nó sập hết rồi cả nhà, cũng chuẩn bị gọi nha cả nhà. Lúa hả cả nhà, đạp lọt xuống nguồn nước luôn. Ừ. Quá trời bụi cả nhà. Bỏ tôi cái chả này. Bỏ cho nóng lúa ra này. Dữ không? Nặng không? Thank you.
vô tắm đi. Không quên rồi đó, hồi cầm dưới nha. Trên đây thì nha. Này còn đây còn không? Ông hút chờ bà. Mẹ còn nè. Trên nữa, phải vô cho ông nè. Con chạy nhỏ xíu à. Rồi. Kéo lúa vụ này là phê nhất. Lúa vụ này là kéo phê nhất. Cũng khô gan rồi bà ơi, khổ nữa. Nó lấy hai con kìa. Có không Út ơi? Dằn mới cuộc ba không im. Gì đó. Chắc con để ngoài ruộng con phơi khô rồi không biết đem vô. Dạ. Con để dưới viện á, con phơi ngoài ơi, dưới viện á con phơi luôn. Mau khô đem về nhà cái săn chút xíu. Dạ. Vô tắm đi. Không quên rồi đó, hồi cầm dưới nha. Trên đây thì nha. Này còn đây còn không? Ông hút chờ bà. Mẹ còn nè. Chế nữa, phải vô cho ông nè. Con chạy nhỏ xíu à. Rồi.
kéo lúa vụ này là phê nhất. Lúa vụ này là kéo phê nhất. Cũng khô gan rồi bà ơi, khỏi nữa. Có không Út ơi? Dằn mới cuộc ba không im. Gì đó. Chắc con để ngoài ruộng con phơi khô rồi con mới đem vô. Dạ. Con để dưới viện á, con phơi ngoài dưới viện á, con phơi luôn. Mau khô đem về nhà cái thằng chút xíu. Dạ.